Kinh văn: trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến đổi thành bệnh lao bệnh bại vân vân, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay là trọng, hay hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn vân vân, đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kính tượng, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thời hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời giàu từ trước có tội già nặng nhận đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh Địa Tạng này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều phước lợi lớn. Vì thế nên, nếu các ông thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh này, thời ông cần phải dùng 100.000 phương trước khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng chớ đừng thổi thất, thời có thể được 100.000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và đời vị lai. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.